Đây là một cái công viên mà nó được trang trí bày biện rất là nhiều cái hệ thống đèn lồng, đèn led rất là bắt mắt. Nó ở ngay gần nhà mình nên là bây giờ mình qua đây để tham quan một chút. Nên là rất là ít người, có vẻ đẹp đấy. Nghe cái nhạc gì mà ghê rợn. Hôm nay đang có biểu diễn nên là vào nhanh chân một chút để còn xem biểu diễn. Giới thiệu với các bạn, đây là cái tập tục đốt lửa trại vào đêm ngày rằm Trung Thu của dân tộc Di ở Vân Nam Trung Quốc. Rất là vui, rất là sôi động. Có vẻ không khí của Tết Trung Thu bây giờ nó không còn cái dư vị của Tết truyền thống rồi. Nó gần như là một cái dịp để mà cho mọi người hay, cho mọi người là nhảy nhót vui chơi, rồi đàn hát để giải tỏa những cái áp lực trong cuộc sống. Đèn led thì Trung Quốc là vô địch thế giới rồi, bán đèn led cho khắp các nước trên thế giới nên là của nhà trồng được. Nên là những cái dịp lễ hội như thế này thì họ trang hoàng trang trí cho những cái công viên rất là hoành tráng, bắt mắt.
Thực ra thì đây chỉ là một cái công viên rất là nhỏ ở gần nhà mình, nên là buổi tối tiện thì mình ra đây quay cho các bạn xem. Chứ còn vào trong trung tâm thành phố thì nó còn lộng lẫy hơn rất là nhiều. Các kiểu bày trí mà trang hoàng công viên bằng hệ thống đèn led sặc sỡ bắt mắt, các kiểu màu sắc như thế này thì nó gần như là một cái xu thế trong rất là nhiều những cái thành phố của Trung Quốc. Nên là họ cứ học nhau, thành phố này học thành phố kia, nên là cứ vào dịp trung thu thế này thì trong nội trong thành phố thì có vô vàn những kiểu công viên mà được trang trí trang bày hệ thống đèn led như cái này. Cá chép này các bạn. Đó. Lùa ý, ý chủng trạng cho ý sân chưa yếu xiang nhỏ chứ bảng ý ăn đó. Ý sâu nâng pha chú xiang yên yang yên yang ý ăn đó nhỏ xiao. Thà chạy nà lì chú xiang chú hơi chạy nà lì đài lái là sợi chạy. Wow. Loại cá này thì gọi loài cá lùa úy. Nó là một loại cá mà cái thân nó giống như con cá, nhưng mà nó lại có cánh như là con chim, và nó có thể phát ra tiếng kêu như là con chim uy nương. Và khi mà nó đến đâu, nó xuất hiện ở đâu thì nó sẽ mang tai họa đến đó. Đây là con bò. Văn hóa Lĩnh Nam, tức là cái văn hóa của địa phương này, cái vùng Quảng Đông này cũng là văn hóa lúa nước. Rất là rộng này các bạn, đi vào mãi trong sâu nhưng mà chưa đến điểm cuối. Tất cả các dãy bên này thì đều là các nhân vật trong thần thoại, các thần. Đây là thần Long In. Đây thì tất nhiên là thần Long rồi, phải không các bạn? Cái này thì chắc là ai cũng biết. Đèn lồng của Trung Quốc thì cũng phong phú đa dạng, muôn hình muôn trạng, nhưng mà không khí thì có vẻ buồn tẻ, không thấy có ai đến tham quan, không có thấy nhiều du khách lắm, rất là thưa thớt. Mặc dù hôm nay đã là ngày gần như là ngày giáp trung thu rồi, hôm nay là ngày 12 rồi, nhưng mà không khí thì vẫn rất là buồn tẻ. Sân khấu trưng bày rất là đẹp, rất là hoành tráng, quy mô, công phu. Nhưng mà du khách thì ít. Hôm nay thì thời tiết rất là đẹp, trời quang mây tạnh. Các bạn có thể thấy mặt trăng rất là tròn. Nhưng mà mình đang nghĩ bảo là nếu mà vào mà đúng cái dịp trời mưa ấy, thì cái công viên này nó chả nguy hiểm à? Vì cái hệ thống điện hoàn toàn là lộ thiên thế này. Không biết là cái việc đảm bảo an toàn cho du khách thì họ sẽ phải làm đến nơi đến chốn, chứ không là thấy hơi ghê ghê.
Khu vực này có lẽ là cái khu vực trung tâm của cái khuôn viên này, là cái nơi trưng bày cái đèn lồng to nhất, cũng như cảnh quan có vẻ thoáng đãng và đặc sắc nhất. Rất là rộng. Đó. Hôm nay mình lại không mang theo cái máy drone, chứ mang theo drone này. Quay những cảnh này nó sẽ rất là đẹp. Đẹp quá cái đèn này. Khuôn mặt làm rất là đẹp. Như chúng ta đã biết thì Trung Quốc và Việt Nam đều có ngày Tết Trung Thu. Vậy có hay không sự khác biệt giữa hai cái Tết này tại hai quốc gia? Và nếu có thì cụ thể đâu là sự khác biệt? Là một người từng sống ở cả hai nước thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút về chủ đề được rất nhiều người quan tâm này. Thứ nhất về ý nghĩa thì với Trung Quốc, phần nhiều ngày này được coi là ngày đoàn viên của gia đình, ngày anh chị em tụ họp sum vầy bên nhau. Vì là đất nước rộng lớn nên khi con cái trưởng thành thường đi xa, rất xa, nên ngày đoàn viên với họ thực sự là rất quý trọng và quý hiếm. Bữa ăn có đầy đủ các thành viên trong gia đình là điều thực sự quan trọng với họ. Còn tại Việt Nam thì Tết Trung Thu phần nhiều là thể hiện tấm lòng của con người đối với thần mặt trăng, mang nhiều ý nghĩa chúc mừng một mùa màng bội thu. Vì vậy, người Việt Nam chú trọng hơn vào việc tạo ra mâm cỗ, hoa quả, bánh trái đẹp, phong phú để cúng tổ tiên và cúng thần trăng. Tổ chức rước đèn linh đình, phá cỗ rầm rộ là ngày cho trẻ em vui chơi ca hát, nhảy múa dưới ánh trăng. Tất nhiên thì giờ cũng ít người còn quan niệm rằng Tết Trung Thu là Tết dành riêng cho thiếu nhi nữa. Tại vì hiện giờ ngày càng phổ biến hiện trạng Tết thiếu nhi nhưng mà người lớn lại đi chơi nhiều. Đặc biệt là cái lứa tuổi lớn chưa phải lớn hẳn mà bé thì cũng chẳng còn bé ấy nữa. Thứ hai đó là về phong tục tập quán đón Tết Trung Thu. Do về ý nghĩa khác nhau nên cách tổ chức các hoạt động diễn ra trong ngày này tại hai quốc gia cũng có nhiều điều khác nhau. Người Trung Quốc thì thường treo đèn lồng ở trước cửa nhà, họ gần như không tổ chức các hoạt động rước đèn chung ở bên ngoài, theo nhóm, theo tổ chức, chuyên nghiệp, quy mô như bên mình. Họ có chăng chỉ là rước cá nhân, của ai biết người đấy, đèn ai người ấy rước. Không có các hoạt động rước đèn chung, thay vào đó họ tổ chức thành các khu trưng bày, khu trình chiếu các loại đèn lồng khổng lồ, kết hợp với biểu diễn nghệ thuật ánh sáng, các tiết mục biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống, rồi múa lân, múa sư tử, giải câu đố, vân vân. Như là cái công viên mình đang đi thăm này. Trong khi đó thì tại Việt Nam mình vẫn gìn giữ được phong tục tập quán rước đèn, tuần hành trên đường phố. Từ xưa tới nay chỉ là quy mô thì ngày một lớn hơn mà thôi. Nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các đơn vị xã hội, rồi trường học, rồi phố xóm, tổ chức diễn hành cùng đèn lồng một cách thống nhất, quy mô và đồng bộ. Tại Việt Nam thì các trường học đều coi trọng ngày Tết này và tổ chức linh đình cho học sinh, biến nó trở thành ngày Tết thực sự của trẻ em. Còn với Trung Quốc thì không, gần như là không tổ chức, có chăng chỉ là rất hình thức, giáo viên phát cho học sinh những bộ đèn lồng mua sẵn, rồi tổ chức cho học sinh lắp ghép đèn lồng vào tiết cuối cùng trong ngày, chụp vài cái ảnh rồi đăng lên nhóm WeChat, vậy là xong. Đây là Tết Trung Thu của học sinh Việt Nam, còn đây thì là Tết Trung Thu của học sinh Trung Quốc. Không có hoạt động rước đèn chung nên tất nhiên hoạt động phá cỗ cũng không hề tồn tại. Nhà nào biết nhà ấy, cỗ bàn, hoa quả, bánh kẹo thì kiểu ngày nào mà chẳng phá rồi, giờ thì lấy đâu ra để mà phá nữa.
Thứ ba là về hình dáng kiểu cách của đèn lồng. Tại Trung Quốc thì mọi người thường chú trọng đến việc sử dụng đèn lồng màu đỏ, ren vàng, đa phần là đèn lồng, hình dạng và kiểu dáng, chất liệu vô cùng đa dạng, nhưng tuyệt nhiên không có đèn ông sao, chủ yếu được sản xuất công nghiệp, dù cũng có nơi bảo tồn kiểu đèn truyền thống như là phố Quang Tiêu của Quảng Châu, con phố mà mình đã giới thiệu trong video lần trước. Còn tại Việt Nam, theo truyền thống thì trẻ em sẽ thường chơi đèn ông sao với nhiều màu sắc sặc sỡ và phần nhiều là đèn giấy. Tuy nhiên giờ cũng có đa dạng hơn nhiều, nào là con cá, con cua, con tôm, con tép, con rồng, con thỏ, con ngan, con ngỗng. Thứ tư là về tập tục cúng rằm. Vào ngày Tết Trung Thu thì người Việt Nam đa phần sẽ chuẩn bị một mâm hoa quả, thịt bánh, cúng rằm, cúng trăng rất công phu, tỉ mỉ và cầu kỳ. Bao gồm bánh Trung Thu, hương, trà, trái cây, nông sản tùy vùng miền khác nhau để bày tỏ thành ý, cảm tạ thần linh, tổ tiên đã mang đến cho một mùa màng bội thu. Còn người Trung Quốc thì hiện giờ gần như là không có phong tục này nữa, dù vẫn có nhưng rất là ít, tập trung ở mấy nơi thuộc vùng nông thôn ở Quảng Đông, Quảng Tây mà thôi. Họ đổ hết thời gian và công sức vào làm mâm cỗ cho những người thân đang sống. Thứ năm là về các món ăn cho ngày Tết Trung Thu. Vào ngày Tết Trung Thu, vì ý nghĩa của ngày Tết này với người Trung Quốc là Tết đoàn viên, nên họ thường chuẩn bị bữa ăn rất phong phú, linh đình, vô cùng nhiều món. Luôn có những món ăn truyền thống họ thường nấu vào ngày này như là ăn ốc xào, ăn thịt vịt, ăn cua lông, ăn khoai môn hầm thịt. Ăn cua trong dịp Trung Thu mang ý nghĩa tri ân, mang lại tài lộc. Tục ăn cua trong dịp Tết Trung Thu đã có từ lâu đời, như câu nói gió Tây làm cua ngứa chân, nghĩa là vào dịp Trung Thu hàng năm thì trứng cua có nhiều chất béo, nhiều gạch, đây là thời điểm ngon nhất để thưởng thức. Từ cua và từ cảm ơn có cách phát âm tiếng Hán giống nhau, được coi như ngày lễ hội tạ ơn. Mọi người trở về gia đình, thăm họ hàng, tụ tập bạn bè và bày tỏ tình cảm của mình với nhau. Vì vậy, cua là một từ đồng âm không thể phù hợp hơn. Các món được phục vụ trong Tết Trung Thu đều liên quan đến mùa màng. Ăn ốc vào dịp Trung Thu vì thời điểm này ốc béo ngậy nhất và ít ốc con nhất. Người ta cũng kể rằng trẻ em ăn ốc vào dịp Trung Thu sẽ cải thiện được thị lực cho họ. Tục lệ ăn thịt vịt vào dịp Trung Thu thực chất đã có lịch sử lâu đời. Có truyền thuyết lịch sử về việc ăn thịt vịt trong Tết Trung Thu như thế này. Vào cuối thời nhà Nguyên, quân Mông Cổ đàn áp người Hán quyết định lật đổ người Nguyên. Nhưng luật lệ lúc đó rất nghiêm ngặt, họ không thể tổ chức đấu tranh một cách công khai mà phải dùng mật mã. Vào thời điểm đó, người Hán gọi người Mông Cổ là Đà Sự, cách phát âm gần giống với con vịt theo tiếng Hán. Nên mọi người đều nhất trí lấy ám hiệu ăn thịt vịt vào ngày Trung Thu để hàm chỉ cho lệnh, hành động khởi nghĩa vào dịp Trung Thu để lật đổ ách cai trị của người Nguyên. Sau khi thắng lợi, để tưởng nhớ tới sự kiện trọng đại này, việc ăn thịt vịt vào ngày Trung Thu đã được lưu truyền về sau. Còn ý nghĩa chính của việc ăn khoai môn trong dịp Tết Trung Thu là có thể xua đuổi tà ma, tiêu trừ hại họa, đồng thời cũng có nghĩa là không tin vào ma quái. Vào cuối triều đại nhà Thanh của Hoàng đế Càn Long, trong biên niên sử tỉnh Triều Châu cho biết, gọt khoai môn và ăn nó được gọi là lột da ma. Kiểu lột da ma ăn thịt này rất giống với tinh thần trừ ma diệt quỷ của Trung Quỷ. Với người Việt Nam mình thì có lẽ các món ăn tinh thần quan trọng hơn các món ăn vật chất, nên chúng ta không quá coi trọng việc ăn gì, chọn món ngon gì cho ngày lễ Tết này. Tất nhiên vẫn có những món ăn đặc trưng như là canh khoai môn, cốm, gỏi bưởi, món ăn chế biến từ ngó sen, chè chối nước cho ngày đoàn viên. Trẻ con thì hiện giờ chắc là trà sữa và gà rán KFC mới là món đặc trưng nhất. Thứ sáu là về bánh Trung Thu. Bánh Trung Thu truyền thống của Việt Nam mình có hai loại cơ bản là bánh nướng và bánh dẻo. Bánh nướng với lớp vỏ mỏng bao bọc bên ngoài, bên trong là lớp nhân dày, chủ yếu là bánh nướng thập cẩm, bên trong nhân phong phú, có thịt, xúc xích, lạc, vừng, hành, rồi sợi dừa, v.v. Còn bánh Trung Thu truyền thống của Trung Quốc thì đa dạng hơn rất nhiều, có đủ loại nhưng đa phần là bánh có nhân trứng. Nhưng giờ khi giao thương giữa hai nước ngày một lớn, ảnh hưởng văn hóa ẩm thực ngày một lớn, thì ngay ở bên ta, bánh Trung Thu cũng có đủ cả trăm chục loại, đủ màu sắc, đủ mùi vị, đủ hình dạng, nên không còn thấy sự khác biệt giữa hai nước. Trên đây là những nét chính về sự khác biệt, đứng trên quan điểm riêng của cá nhân mình mà thôi. Chia sẻ với các bạn để các bạn có thêm một góc nhìn nho nhỏ. Nếu ai có những ý kiến khác, có thể để lại chia sẻ góp ý với mình trong phần comment nhé. Xin cảm ơn các bạn. Hôm nay thì chúng ta dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.